tắt máy và quay ngoại hình máy cho mình chị nhé. Đây là mặt trước của máy, mặt sau của máy, các cạnh không bị cấn móp hay va đập vì là máy đã qua sử dụng nên khó tránh khỏi những cái xước sát nhẹ. Máy bị xước một xíu ở đây chị nhé, nhưng mà nhìn tổng quan máy vẫn khá là mới. Em test các chức năng của máy cho mình. Em test camera của máy. Đây là cam của máy. Em test mic. Mic trả về, cam mic ok rồi đấy ạ. Em test bàn phím của máy. Những phím trắng hiện trên màn hình là những phím có trong bộ bàn phím của mình chị nhé. Chuột trái, chuột phải, bàn phím ok rồi đấy ạ. Em tắt loa của máy. Loa của máy khá to và trong. Máy thiết kế xoay gập 360 độ. Sử dụng như một tablet. Máy 512GB. Đây là cấu hình chi tiết của máy, i7 thế hệ 10 RAM 16.